Cái mặt gì mà lém lỉnh với cậu ơi. Sáng người ta tranh thủ là có đường tiếng đồng hồ là dậy sớm chơi với ba với mẹ, ba mẹ đi làm xong rồi con đi học, đâu có được chơi với ba mẹ nhiều đâu. Tối thì 7 giờ về 8 giờ ngủ, rồi ngày gặp được ba mẹ có được 2 tiếng à. Đầu chọc đầu cắt môi. Siêu quậy ơi, siêu quậy ơi, con ăn cái gì mẹ kêu con ăn gì cũng ngon hết trơn á. Cái mặt heo này thấy mà làm gì á? Đồ của ba, đồ đóng hàng đi Hà Lan đấy. Gọi quậy nha, không có chiền ngoài đền đâu ấy, nghe chưa? Leo trèo gì á, cái mặt này không cắn sao mà được. Bể đầu. Kệ kệ.